Chúc cán bộ có nhiều sức khỏe, phá được nhiều vụ án lớn. Em xin phép. Đây, xe bán tải kia trông quen nhỉ? Đi qua cần mà không phải dừng lại kiểm tra. Chắc là người quen. Sếp của em ạ. Tìm hiểu các mối quan hệ của Duy, đặc biệt là mối quan hệ giữa Duy và chủ của lô hàng quần áo mỹ phẩm. Vâng. Tìm hiểu xem trên địa bàn có những cửa hàng nào chuyên bán mặt hàng điện thoại di động sách tay giá rẻ. Mấy trăm con điện thoại mà sếp vừa vớt được, còn hàng hot, giá trị không nhỏ đâu. Với số lượng và chủng loại này, phải là một đầu mối phân phối lớn, không phải dạng vừa đâu. Vâng, em xin phép. Sếp, sao lại thả Duy Tổ ra? Bình thường nhanh trí lắm cơ mà. Ý sếp là thả hổ về rừng à? Con hổ sẽ phải về rừng để gặp đàn của nó. Tôi tưởng mày bị xích rồi cơ mà. Xích thế đếch nào được tao? Mấy bố tính hết rồi. Bố nào? Mày đi cùng ông Thịnh bao lâu mà không biết à? Chỗ tao mày chở tiền lên đấy á? Thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Nhưng mà tao cũng đếch biết là ai. Biết làm gì cho mang vạ vào người. Mấy bố trên đấy là không thích những thằng biết nhiều đâu. Tao ở đây mấy hôm nhá. Tao thì không sợ. Nhưng mà mấy cái thằng điều tra. Mày biết thằng Vũ không? Tao còn lạ gì cái thằng đấy. Hôm trước ấy, thằng Trung Ve còn bắt tao dọa mẹ với con người yêu nó cơ. Thịnh ra thì bị tóm hết rồi. Đằng nào chúng nó chả truy lùng tao. Nó phải thả tao nên cũng hơi cay cú. Còn nhắc tao là không được đi đâu. Mày bị đưa vào tầm ngắm rồi đấy. Tao ở đây cũng hơi bất tiện. Nhưng mà thôi, cứ để tao ở đây qua đêm nay đã. Xong rồi tính gì thì tính. Bên Tien thế nào rồi? Có chút lo lắng anh ạ. Mới thế mà đã dao động rồi. Thế thì làm ăn lâu dài thế nào được? Có thể là thấy đủ rồi nên muốn bẻ lái. Biết thế nào là đủ. Vậy nên em đã có ý nhắc nhở ông ta. Bảo với nó không cẩn thận là lật thuyền trong mương đấy. Bây giờ đang là thời điểm phục hồi kinh tế sau dịch, ai mà chẳng có áp lực. Nhưng đây cũng chính là cơ hội. Anh Phát đang muốn hướng bên điều tra tập trung vào khía cạnh thông quan, nhóm lợi ích. Cần phải kéo sự tập trung của họ vào khía cạnh này. Em biết phải làm gì rồi ạ. Tao định bàn sới qua biên. Mày cứ để tao lo. Mày cứ chạy đi. Thịnh gia phá sản rồi đấy. Mày định như nào? Không làm việc này thì làm việc khác. Nghĩ nhiều, việc nó cũng vào mình đâu. Tiền nhiều để làm gì? Như bố con Thịnh gia, người vào tù, người đi bạt xứ. Anh em mình thoát ra được là tốt. Dây vào bạch tuộc, nó co vòi lại hại anh em mình. Nghe vẻ Mạnh biết nhiều nhỉ? Ta cũng có muốn biết đâu. Mày cứ ngồi uống đi. Lát tao về. Nói đi. Báo cáo anh, tay Duy, tài xế xe bán tải mới bị tai nạn, chết ngay tại chỗ. Tôi sẽ đi cùng với cậu.